Xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đến với điểm tin 24 giờ của Tamda Media. Và sau đây là những nội dung chính có trong điểm tin ngày hôm nay, ngày 14 tháng 3. Sách lên kế hoạch dựng lều trại cho người tị nạn Ukraine. Vòng đàm phán Nga Ukraine thứ tư sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến vào hôm nay. Quy định mới của Bộ Y tế cho phép người mắc COVID-19 có thể ra khỏi nhà. Trong chương trình Otaski Vaslava Moravce của GT24, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sách cho biết Séc sẽ cung cấp thêm viện trợ quân sự khác cho Ukraine có trị giá ít nhất là 725 triệu korun. Bà cũng kêu gọi Liên Hợp Quốc xem xét lại chính sách vi phạm nhân quyền ở Ukraine. Trong những tuần gần đây, theo như Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Séc đã cung cấp cho quân đội Ukraine viện trợ gần 725 triệu coron, bao gồm đạn dược, vũ khí, tên lửa, phòng không và các vật tư y tế. Như vậy, Séc sẽ hỗ trợ cho Ukraine tổng cộng 1,5 tỷ coron. Vì lý do an ninh bà không cho biết lần viện trợ này sẽ bao gồm những gì nhưng nó sẽ dựa trên danh sách yêu cầu của chính phủ Ukraine. Bộ trưởng cũng chỉ trích lập trường hiện tại của Liên hợp quốc về chiến sự ở Ukraine, theo như bộ trưởng tổ chức này nên xem xét lại chính sách hiện tại của mình và thiết lập các quy tắc bảo vệ nhân quyền. Vì lý do đó bà sẽ có cuộc họp với bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ và Anh vào tuần này để thảo luận những vấn đề trên theo bộ trưởng bộ quốc phòng séc bộ đang xem xét xây dựng các lều trại quân sự cho người tị nạn hiện tại làn sóng người tị nạn từ ukraine đến séc là làn sóng tị nạn lớn nhất ở séc sau chiến tranh thế giới thứ hai trong cuộc họp vào tối ngày hôm qua, đại diện của các vùng đã thảo luận với chính phủ về việc lựa chọn các địa điểm xây dựng lều trại tị nạn. Theo Chủ tịch Hiệp hội các vùng, điều cần thiết là những nơi dựng lều trại phải kết nối với các cơ sở hạ tầng để trẻ em có thể đến trường và người tị nạn có thể tham gia các hoạt động cuộc sống hàng ngày. Chính phủ cũng đã thống nhất với các chủ tịch tỉnh về ba loại hỗ trợ cho người tị nạn. Thứ nhất là chỗ ở khẩn cấp trong vòng 30 ngày, thứ hai là chỗ ở khẩn cấp trong vòng 3 tháng và thứ ba là chỗ ở cùng với gia đình. Theo như thị trường Praha, đối với nơi ở khẩn cấp trong vòng 30 ngày, nhà nước có thể hỗ trợ 180 korun cùng với lại thức ăn. Đối với chỗ ở khẩn cấp trong vòng 3 tháng là 180 korun nhưng không có thức ăn. Còn đối với những chỗ ở ở trong gia đình nên được hỗ trợ 4.000 korun một tháng một người. Vào tháng 1, doanh số bán lẻ tại Sách đã tăng thêm 0,1% từ tháng 12 năm ngoái lên 8,5% tình hình tại các cửa hàng bị ảnh hưởng bởi các biện pháp chống dịch vào năm ngoái đã được cải thiện ngược lại doanh thu của các cửa hàng trực tuyến lại giảm xuống So với tháng 1 năm ngoái, người dân đã chi tiêu nhiều hơn cho hàng hóa, không phải thực phẩm là 14,8%, nhiên liệu là 7,8% và thực phẩm là 0,4%. Mức tăng cao nhất được ghi nhận là các cửa hàng quần áo và giày dép, doanh thu của các cửa hàng này tăng gần như gấp 3 lần. Các cửa hàng dụng cụ thể thao tăng 30%, doanh thu tại các cửa hàng bán đồ gia dụng tăng 27% và tại các cửa hàng như Drogerie tăng 15%, các cửa hàng điện tử tăng 11,3% và tại các hiệu thuốc tăng 7%. Ngược lại các cửa hàng trực tuyến có doanh thu giảm 5,7% so với tháng 1 năm ngoái bởi vì vào thời gian đó các cửa hàng phải đóng cửa nên doanh thu mua hàng trực tuyến đã tăng lên. Một số thành phố ở Séc hiện đã và đang đổi tên đường phố để ủng hộ Ukraine. Tại Praha có người đã tự ý đổi tên đường Ruska và các cơ quan quản lý hành chính vẫn chưa đề cập đến vấn đề này. Tuy nhiên, việc thay đổi một số hình ảnh ở các biển báo giao thông lại là tình huống khác. Nếu bị bắt người đó sẽ bị phạt nặng. Ở Vršovice, Praha trên đường Ruska đã được một ai đó thay đổi tên. Thay vì biển tên là Ruska như bình thường, ở đây tên đường đã được đổi thành một câu không lành mạnh nhằm phản đối chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Một số người đi qua đường cho rằng việc thay đổi tên đường như thế này là một điều tồi tệ và không thể giải quyết được tình hình chiến sự hiện tại. Đây không phải là trường hợp duy nhất ở Cộng hòa Séc. Ở một số biển tên đường khác cũng đã có người dán cờ Ukraine lên biển tên đường. Thậm chí hội đồng thành phố ở Posen cũng đã quyết định đổi tên đường thành Ukrainská. Tuy nhiên trong trường hợp sửa biển báo giao thông sẽ bị cảnh sát can thiệp bởi vì điều này có nguy cơ gây nhầm lẫn cho những người lái xe và gây ra tai nạn. Theo như cảnh sát trong trường hợp bị bắt, người thay đổi biển báo sẽ có thể đối mặt với mức phạt là 20.000 korun chiến sự ở ukraine cũng được phản ánh nhiều trên các trang mạng xã hội mới đây đã xuất hiện trên mạng một đoạn video trong đó một người thanh niên bày tỏ hy vọng rằng ông putin sẽ đến xét cảnh sát hiện đang truy tố những hành vi như vậy trong video từ tài khoản có tên Maramara, Mara, người thanh niên hy vọng chiến sự ở Ukraine sẽ kết thúc càng sớm càng tốt để người Nga có thể chiếm được Ukraine. Hiện tại video này đã bị xóa nhưng người đăng tải này vẫn sẽ bị truy tố, kèm theo đó là người này sẽ có thể phải đối mặt với mức phạt là 6 tháng tù. Tuy nhiên, việc ủng hộ Nga giống như người này không chỉ có một mà có rất nhiều người đã đăng tải những bài viết tương tự như trên ở trên mạng xã hội. Theo một số nhà phân tích, những ngày này đã bị ảnh hưởng bởi thông tin sai lệch từ phía Nga. Tam Đa Promo, sự kiện tri ân khách hàng lớn nhất của tập đoàn Tam Đa. Sự hợp đơn mới nào sẽ là giải đặc biệt cho Tam Đa Promo 2022? Tất cả sắp được bật mí. Theo dõi Tam Đa để không bỏ lỡ thông tin mới nhất. Ngày 13 tháng 3, Thâm Quyến, Trung tâm Công nghệ phía Nam của Trung Quốc chính thức bị phong tỏa sau khi Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết nước này ghi nhận 3.393 ca COVID-19 mới, kỷ lục cao nhất kể từ tháng 2 năm 2020. Chính quyền thành phố Thâm Quyến miền Nam Trung Quốc yêu cầu toàn bộ 17 triệu dân cư ở nhà trong bối cảnh giới chức tìm cách kiểm soát đợt bùng phát biến chủng Omicron liên quan tới đặc khu Hồng Kông. Thời gian phong tỏa được áp dụng đến ngày 20 tháng 3 và mạng lưới giao thông công cộng sẽ ngừng hoạt động trong giai đoạn này. Giới chức trách cấp rút triển khai chiến dịch xét nghiệm cộng đồng với tổng cộng 3 đợt sẽ được thực hiện ở thâm quyến. Trung Quốc kiên trì áp dụng chiến lược không COVID từ khi đại dịch bùng phát vào cuối năm 2019 với mục tiêu đưa ca nhiễm về không bằng các lệnh phong tỏa nghiêm ngặt, xét nghiệm hàng loạt và truy vết tiếp xúc nhằm khoanh vùng và loại bỏ ổ dịch ngay khi phát hiện. Tuy nhiên, đợt bùng phát mới nhất bắt nguồn từ biến chủng omicron có khả năng lây truyền cao và sự gia tăng đột biến ca không triệu chứng đang thách thức các chiến lược đó. Giới chức Ukraine thông báo thị trường của thành phố phía đông nam Dnipro-Rutne bị lực lượng nga bắt giữ sau sự việc tương tự ở Melitopol. Bên cạnh đó, Tổng công tố Ukraine mở cuộc điều tra tội phản quốc với Galina Danyushenko, người được lực lượng Nga bổ nhiệm thay thị trưởng Melitopol vừa bị bắt. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết thị trưởng bị bắt tên là Yevhen Matvejev và kêu gọi tất cả các quốc gia, tổ chức quốc tế ngăn chặn hành động của Nga. Các quan chức khác của Ukraine cũng đã lên tiếng xác định thông tin này. Quân đội Nga bắt giữ thị trưởng thành phố Dnipro rutne ở khu vực Zaporizhzhia miền đông Ukraina. Tuy nhiên về phía Nga hiện vẫn chưa bình luận về thông tin này. Cũng giống như trường hợp trên, Quốc hội Ukraina trước đó cho biết ông Ivan Fedorov thị trưởng Melitopol, một thành phố khác của tỉnh Zaporozhye bị bắt vào ngày 11 tháng 3 vì từ chối hợp tác và đang bị điều tra. Sau đó bà Galina Danyushenko, tân thị trưởng Melitopol, được lực lượng Nga bổ nhiệm thay vì thị trưởng Ivan Fedorov. Ngay sau đó, Tổng công tố Ukraine đã mở một cuộc điều tra tội phản quốc đối với bà Galina Danyushenko với cáo buộc phản quốc vì tìm cách thành lập chính quyền mới ở Melitopol. Trong thông báo mở cuộc điều tra, văn phòng Tổng công tố Ukraine đã cáo buộc Danyushenko thực thi chỉ thị của các đại diện bên phía Nga khi tuyên bố là quyền thị trưởng Melitopol. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, vòng đàm phán thứ tư giữa Nga và Ukraine sẽ được tổ chức dưới hình thức trực tuyến vào ngày 14 tháng 3. Ông Peskov nói rằng phái đoàn của Nga tham gia cuộc đàm phán trực tuyến với Ukraine sẽ có Cố vấn Tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu. Về phía Ukraine, Cố vấn Tổng thống Ukraine, nhà đàm phán Mikhailo Podolia cũng cho hay Ukraine đang làm việc với các bên trung gian là Israel và thổ nhĩ kỳ để chốt địa điểm và khung chương trình cho cuộc đàm phán hòa bình tiếp theo với Nga. Nga và Ukraine đã trải qua ba vòng đàm phán. Vòng đàm phán đầu tiên được tổ chức ở vùng Gomel của Belarus vào ngày 28 tháng 2, kéo dài 5 giờ đồng hồ. Vòng thứ hai đã diễn ra vào ngày 3 tháng 3, Bieloveskaya, pushkha Belarus. Hai bên nhất trí thỏa thuận về các hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường. Đàm phán gần đây nhất diễn ra vào ngày 7 tháng 3 tại khu vực Brest, cũng ở Belarus. Ngày 13 tháng 3, giới chức Ukraine thông báo nguồn cung cấp điện cho nhà máy hạt nhân Chernobyl đã được khôi phục sau 4 ngày gián đoạn. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Kalushenko cho biết, nhờ những nỗ lực đáng kinh ngạc của các chuyên gia năng lượng Ukraine, kỹ sư điện hạt nhân của Ukraine đã xử lý được vấn đề tái cung cấp nguồn điện cho nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, nơi quân đội Nga đang kiểm soát. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cũng đã xác nhận rằng họ đã nhận được thông báo của giới chữ Ukraine về việc các đội ngũ chuyên gia nước này đã sửa chữa một trong hai đường dây điện bị hư hỏng tại Chernobyl, IAEA nhận định. Đây là diễn biến tích cực vì nhà máy điện hạt nhân Chernobyl đã phải phụ thuộc vào máy phát điện diesel khẩn cấp trong một vài ngày qua. Tuy nhiên, IAEA vẫn bày tỏ quan ngại về sự an toàn tại nhà máy và các cơ sở hạt nhân khác của Ukraine. Cơ quan quản lý hàng không dân dụng của Nam Phi đã đình chỉ máy bay của Comair vô thời hạn vì các vấn đề an toàn chưa được giải quyết. Động thái này cũng khiến hàng trăm khách hàng của hãng hàng không giá rẻ của Nam Phi, Kulula và British Airways bị mắc kẹt. Người phát ngôn của cơ quan hàng không dân dụng Nam Phi cho biết họ đã gia hạn vô thời hạn việc đình chỉ chứng nhận nhà điều hành của Comair trong vòng 24 giờ. Cơ quan hàng không dân dụng Nam Phi cho biết việc đình chỉ kết thúc vào ngày 13 tháng 3, nhưng Comair đã không giải quyết đầy đủ tất cả các vấn đề an toàn cần thiết. Đại diện của Comair cho biết, họ không thể xác nhận được khi nào sẽ bắt đầu bay trở lại sau khi làm việc suốt đêm để cung cấp tài liệu cho SACAA xem xét các chính sách, hệ thống và thủ tục được yêu cầu. Theo như Airports Company SA cho biết, điều hành các sân bay lớn của Nam Phi một số hành khách bị mắc kẹt đã được đưa lên các chuyến bay thuê do British Airways và Commerce sắp xếp, đặc biệt dành cho những người bay tuyến Johannesburg và Cape Town. ưu tiên cũng dành cho những hành khách có các chuyến bay kết nối quốc tế. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, trận động đất mạnh 6,7 độ đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía tây của đảo Sumatra, Indonesia, trong khi cường độ động đất ở ngoài khơi đảo Luzon, Philippines là 6,4 độ. Theo giới chức địa phương, các trận động đất mạnh đã làm rung chuyển miền Tây Indonesia và đảo chính của Philippines, khiến các tòa nhà rung lắc và nhiều người dân hoảng loạn tháo chạy, song không gây thương vong hay thiệt hại. Quan chức Indonesia và Philippines đều xác nhận không có cảnh báo sóng thần sau động đất. Cả Philippines và Indonesia đều thường xuyên phải trải qua các trận động đất do vị trí của cả hai quốc gia nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, một vòng cung các hoạt động địa chấn dữ dội trải dài từ Nhật Bản qua Đông Nam Á và qua lưu vực Thái Bình Dương. Nước khoáng nóng chai với những khoáng chất thiết yếu dành cho cơ thể. Trong tháng 3 này, cứ khi mua một bịch nước của Yabaratka, Hanatska Kiselka hay Dubravoda, đăng ký tại website và có ngay cơ hội trúng ngay hai máy iPhone 11 đời mới. Thông tin chi tiết về chương trình xin truy cập website tamda eu gạch bộ Ngày 14 tháng 3, Bộ Y tế Việt Nam khuyến cáo người mắc COVID-19 hạn chế ra khỏi nơi cách ly nếu phải ra ngoài cần đeo khẩu trang và giữ khoảng cách với người khác. Bộ Y tế Việt Nam nêu quy định trên trong hướng dẫn mới quản lý tại nhà với những người mắc COVID-19, người chăm sóc ở cùng nhà luôn mang khẩu trang, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người mắc COVID-19, nếu cách ly phải thông thoáng, hạn chế đồ dùng khó làm sạch như thú bông, giấy bìa. Theo những hướng dẫn mới, những người mắc COVID-19 được điều trị tại nhà khi không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ. Những người này không mắc bệnh nền nếu có bệnh nền đang phải được điều trị ổn định. Người bệnh COVID-19 đã được cơ sở y tế chữa trị nhưng chưa khỏi hẳn, đạt tiêu chuẩn về nhà thì được điều trị tại nhà. Các quy định về cách ly người nhiễm COVID-19 và người tiếp xúc gần đang được Bộ Y tế nới lỏng hơn so với trước đây. Tính đến nay, Việt Nam đã vượt mốc tiêm 200 triệu liều vaccine COVID-19, cơ bản phủ sóng nhóm dân số từ 12 tuổi trở lên. Sáng 14 tháng 3, hàng trăm người đến khu tưởng niệm chiến sĩ gạc ma để tưởng nhớ 64 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong trận hải chiến 34 năm trước. Sáng ngày 14 tháng 3, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức dân hương tại khu tưởng niệm chiến sĩ gạc ma. Đoàn đã tham quan khu trưng bày kỷ vật liên quan đến các liệt sĩ, bản đồ cổ khẳng định chủ quyền Việt Nam với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma được xây dựng trên diện tích 2,5 hecta với kinh phí khoảng 150 tỷ đồng khánh thành vào tháng 7 năm 2017. Nơi đây lưu giữ nhiều di ảnh, bút tích của các chiến sĩ cũng như diễn biến trận chiến dạng sáng ngày 14 tháng 3 năm 1988 trên đảo Gạc Ma. Theo Ban quản lý khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma từ tháng 7 năm 2017 đến nay hơn 1.000 đoàn với 300.000 lượt khách đã đến tham quan, viếng, dân hương tưởng niệm vào ngày 12 tháng 3. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới dân hương tại khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Ghi trong sổ lưu niệm, Thủ tướng viết đây là những tấm gương đã anh dũng quên mình hy sinh để bảo vệ chủ quyền riêng của Tổ quốc. Những tấm gương trói sáng ấy luôn là minh chứng của chủ nghĩa anh hùng, tô thắm thêm truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam. Không chỉ tại ở Indonesia và Philippines ghi nhận động đất, mà tại Việt Nam, hai trận động đất liên tiếp xảy ra ở Điện Biên cách nhau hơn 2 giờ. Trong đó, một trận có độ lớn 4,5 độ Richter, mức độ rủi ro thiên tai cấp 2. Theo Viện Vật lý Địa cầu, vào lúc 9 giờ 22 phút sáng ngày 14 tháng 3, một trận động đất xảy ra tại khu vực huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Độ lớn của trận này lên tới 4,5 độ. Độ sâu chấn tiêu là khoảng 13,2 km. Chuyên gia đánh giá mức độ rủi ro thiên tai của các trận động đất trên đạt cấp độ 2 ngay tại khu vực tâm chấn. Trưa cùng ngày, các khu này tiếp tục hứng chịu thêm một trận động đất ở độ lớn là 3,4 độ với độ sâu chấn tiêu là 8,1 km. Đây có thể là dư chấn của các trận động đất trước đó. Theo một số các chuyên gia cho biết, dù không nằm ở trên vành đai lửa của các tâm chấn động đất mạnh trên thế giới, Việt Nam vẫn có mối hiểm họa động đất khá cao. Những trận động đất mạnh nhất với độ lớn là 6,7 đến 6,8 độ đã được ghi nhận trong lịch sử. Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin 24 giờ của chúng tôi hôm nay. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại